Có nên dùng bút chì vĩnh cửu? Bút chì vĩnh cửu à? Phải thử bây giờ, nhìn đây, đặt ngay một cái về thử cho các bạn xem. Và đây là trợ lý Pit, Pit sẽ giúp mình mở cái này. Ok rồi, cảm ơn Pit nha. Để xem nó như nào nào. À, chả có màu hồng này, đẹp phết nhở, cộng một điểm. Nhìn giống hệt như cái bút bi nước luôn. Để xem bên trong nó như nào nào. Cái phần đầu này là bằng chì thì phải, có thể tháo ra được nha. Ở bên trong này có một cục tẩy, nhìn có như viên phấn ấy nhỉ. Giờ mà ai phát minh ra cục tẩy vĩnh cửu nữa thì tuyệt vời luôn. Mình sẽ thử so sánh nó với cái bút chì bình thường nha. Ở đây có hai tờ giấy bằng nhau. Đầu tiên là mình sẽ tô đen nó bằng cái bút chì này. Tô mỏi tay ra phết đi chứ đùa đâu. Ok xong rồi. Đầu bút chì bị mòn đi khá là nhiều đấy. Và tiếp theo là nhân vật chính của chúng ta, bút chì vĩnh cửu. Để xem là tô xong nó có bị mòn không nào. À, hình như nó mòn đi một tí rồi này. Thế mà bảo là vĩnh cửu. Trừ 4 điểm. Nói chung là nó ít bị ăn mòn hơn so với bút chì bình thường, thì sử dụng con này nó sẽ được lâu hơn. Đấy, nó chỉ đặc biệt ở cái chỗ đấy thôi. Chứ cuộc sống này làm gì có cái gì gọi là vĩnh cửu nhỉ. Tổng kết lại, với mình chỉ được 7/10 thôi. Còn các bạn thì sao?